Đã bao mùa mưa nắng, người nông dân xã Hồng Dương chỉ quen với cày cấy. Với trên 670 hectare đất nông nghiệp và có khá nhiều diện tích canh tác lúa có hiệu quả thấp bởi vùng đất ngập úng nhiều. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng mô hình kinh tế theo chương trình mục tiêu quốc gia của chính phủ là mỗi xã phường một sản phẩm, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đã có chủ trương xây dựng các làng nghề nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Hưởng ứng chủ trương này, gần chục năm nay, ông Nguyễn Văn Hòa, thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp từ mô hình nuôi cá lúa sang trồng sen chuyên canh nhằm bán các sản phẩm từ cây sen và mở ra hướng đi mới cho du lịch đồng quê. Cây sen này tôi đã chuyển đổi từ cách đây khoảng 7-8 năm nay rồi. Thì cây sen nó có nhiều tính năng. Cái nhất là nó phục vụ cho tất cả các thế hệ. Ví dụ hoa sen, rồi đài sen, rồi kể cả bây giờ cái cây sen người ta cũng sử dụng được. Nhất là cái lá sen bây giờ người ta sử dụng hết. Đầu tiên ra là cũng rất là khó khăn, cũng chỉ cấy lúa và làm mô hình cá lúa, rồi là chăn nuôi. Thế nhưng mà cuối cùng ra là chỉ mình cũng rút ra kinh nghiệm và thấy người ta tìm hiểu thị trường về cây sen. Thì bắt đầu chúng tôi vòng quanh đây mới bắt đầu làm cây sen từ nhỏ đến lớn. Đầu tiên chỉ làm được khoảng 2-3 mẫu. Sau thấy nó hiệu quả hơn lúa thì phát triển dần. Hiện giờ là tôi đang làm 50 mẫu. Những đầm sen trắng, sen hồng thu hút khách không chỉ bởi việc đam mê chụp ảnh, mà hoa sen, hạt sen cũng được khá nhiều người yêu thích mua về làm đẹp trong căn nhà và nấu chè sen giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Nếu như trước kia để có bộ ảnh đẹp với sen, những cô thôn nữ phải đi rất xa từ 3 đến 40 km lên Hồ Tây mới chụp được. Nhưng bây giờ, nhờ có những cánh đồng sen trải rộng giữa vùng đồng lúa mênh mông, các chị em không phải đi xa vẫn có những bức ảnh đẹp lãng mạn, nên thơ. Trước kia là em toàn phải đi xa ấy, thì hiện tại là bây giờ ở gần đấy thì là em qua đây em chụp. Em thấy nó rất đẹp, hai bên, một bên là màu trắng với màu hồng. Thực ra là giới trẻ em là rất thích chụp ảnh, thế là tiện đây thì có cái đầm sen đẹp thì là đến chụp ảnh, nó gần đỡ phải đi xa nhiều. Em nghĩ là nên phát triển rộng hơn để mọi người đi đến nhiều hơn. Sau gần chục năm triển khai mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn, đến nay, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai đã chuyển đổi được 50 hectare từ cây lúa hiệu quả thấp sang trồng sen chuyên canh. Những người nông dân rời tay cày tay cấy sang học cách trồng sen, phát triển du lịch cộng đồng. Dù còn mới mẻ, khó khăn nhiều, nhưng hầu hết các diện tích trồng sen này đều có hiệu quả gấp từ 2 đến 3 lần trồng lúa, với mức độ thu nhập bình quân từ 80 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng một hectare mỗi năm. Điều quan trọng nhất là xã Hồng Dương, Thanh Oai đã được nhiều khách du lịch xa gần biết đến bởi những đầm sen trắng, sen hồng rực rỡ mỗi khi hè về, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Theo lãnh đạo xã Hồng Dương, cây sen không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân, tạo cảnh quan môi trường nông thôn mà thể hiện sự đổi mới, sáng tạo lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông nghiệp.